Ok, chào các bạn đến với kênh Phố Bô Sa Cali ha. Hôm nay mình đi chợ, không đi phố. Mình đang lấy hai cái chai mà xịt dán với kiến á. Tại có kiến vô mấy cái rau đó, bây giờ mình phải mua đó để mình xịt. Mà mấy cái này nè, các bạn biết không? Khi mà mình xịt mà mấy chuột nó cũng không dám tới luôn á nha. Thì trong đây nè, các bạn muốn mua cái gì á, thì tất cả đồ mà về giường á vô trong đây đều có hết ha. Ok, bây giờ mình đi ra ngoài để mình mua phân, mua giùm ta nữa. Thì các bạn coi đây nè, ở Home Depot nó bán nè, các bạn coi mấy cái cây mà Mỹ nó hay trồng mấy cây nhỏ 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 nhỏ, nhỏ lắm. Nè, các bạn coi nè mấy cây này ha. Mà ở đây nó bán đầy đủ nha các bạn. Bông hồng rồi bông cúc rồi bông, nói chung là đủ thứ loại bông á, bông nào nó cũng có các bạn ơi. Thì muốn trồng bông thì vô Home Depot ha. Còn đây thì nó cũng có mấy cái vườn cây của Việt Nam nữa các bạn. Các bạn có thể đi vô mấy cái vườn cây Việt Nam mua cây trái, nó không phải bông nhưng mà cây ăn trái. Còn bông vô mấy cái bông Home Depot này nè, các bạn vô có thể bông nó mấy cái bông mà trồng mình trồng ít ít thôi thì mình vô trong Home Depot đó, nó có nhiều loại bông lắm. Còn đây các bạn thấy nè, mấy này là phân nha các bạn. Nó có nhiều cái loại phân lắm. Phân cho bông rồi phân cho trái rồi phân cho tốt cây. Cho nên khi mà mình vô thì mình cần gì thì mình đọc. Mình đọc cái nó cái bao phân đó cho cái gì, hoặc là nếu mà mình đọc chữ được, mình nói được đó, thì mình cứ hỏi nó. Nó có nhân viên đó, cái mình hỏi nó là ồ, bây giờ tao muốn mua cái phân cho về cây, tốt cây hoặc là trái. Nó thì nó có hết đó các bạn trong đây nè, nhưng mà các bạn phải đọc các bạn mới biết được, còn ấy thì các bạn hỏi. Mấy này là mấy cái đèn mà để cho giữ ấm á các bạn. Ok, để thôi để mình dạo vô rồi đây một vòng mà cho các bạn coi bông nè. Ngay chỗ hàng này nha. Đó, các bạn thấy bông không? Đó. Toàn mấy cái loại bông. Mà mấy bông này nếu mà mình trồng ở phía trước á, nếu mà mình trồng đơn giản á, thì nó cũng đẹp lắm á các bạn. Đừng có trồng đầy quá. Có nhiều nhà mình thấy trời ơi chị trồng quá rồi nhiều, mình trồng thưa thưa nó đơn giản nhưng mà làm cho đẹp cái nhà lên nữa. Ok, mình qua mình lấy mấy bao phân nè các bạn. Phân này là phân rau ha. Còn ở dưới là 5 bao á, là cho người ta phân thường thôi, cái đó là có đồng mấy, 2 đồng mấy gì mình quên này, một bịch thôi. Còn của mình là tới 7 đồng tại vì cho rau á. Ok thôi, để mình đi vô trong nè các bạn, vô trong cái Home Depot nè. Thì trong đây nó có bán nè, các bạn thấy chữ phố xịt xong là về dụng cụ về phố xịt sẽ về dò nước cái này kia đó, thì các bạn mua về thay, nó rất là thay, rất là dễ lắm các bạn. Các bạn không cần phải gọi, có thể bạn có thể lên YouTube mình đánh ở muốn thay gì đó, mình đánh cái tên nó vô cái mình thay mua về rồi mình thay vô thôi, khỏi mất tiền công. Ok, để mình dạo một vòng đây cho các bạn coi. Ở trong đây nó có bán mấy cái accessory phone đó các bạn. Rồi các bạn thấy mấy này không, nó bán đầy đủ ha. Trong đây nó cũng có nữa, có section đó đó. Bán về giống như là tai nghe hay là gì, nó cũng có bán một cái section nhỏ thôi, nó không có lớn. Nhưng mà trong đây nó cũng bán đầy đủ hết đó. Trong đây nào những cái bóng đèn hay là đèn trước cửa nhà. Đó, bây giờ đa số thì người ta xài cái solar không, người ta không có gắn mấy cái đèn nào, mấy cái gắn bằng điện á các bạn. Thì bằng điện thì lúc nào nó cũng sáng hơn rồi. Ok thôi mình đi một vòng nè các bạn ơi, đi một vòng xong ra tính tiền nha. Giờ đang ra tính tiền á các bạn.
để mình tính tiền nha các bạn. Tính tiền rồi mình về luôn ha. One seven. I afraid us. Hi. Subway. 6 5 7. Yeah. 5 1 2 3 4 5 subway. Yeah, that's all. They have two bill. They have two bill. The tax? Okay, and then the top one is... What tax? The tax, just for this one? Uh-huh. Okay, I have to go out then. Ấy một mình mà thôi, nó nói thôi để nó giúp cho nên là mình khỏi làm. Ok, hôm đi phô, bây giờ đi về. Năm bao kia 12.78 xe. Ok, thôi để mình bỏ đồ lên xe nha các bạn. Ok, mình đi hôm đi phố. Ok, bye bye.